giờ tất cả các bạn đào những con co trên telegram nha thì hôm nay có một cái app là đào con Dot ít này miễn phí nha các bạn đó chúng ta chỉ cần xem gắn kéo và chúng ta kiếm được là con Dot này thì những ai chưa đào thành đỡ đường link dưới phần mô tả bình luận đào nha thì nghe nói là đào đủ 250 con là chúng ta rút về về được Binance luôn nha thì về cái chỗ wallet nè dán cái uid Binance vô minh tối thiểu là 250 con nha rồi một nghìn là năm nghìn nha các bạn đó thì nói chung là chúng ta là đào là chúng ta bằng cách là nó chạy 24 giờ là chúng ta được 10 con nè đó và chúng ta cứ mỗi lần xem quảng cáo được một con và xem quảng cáo được một nghìn lần trong một ngày nha các bạn thì thành cũng chưa biết là rút được hay không đó thì những ai chưa đào thành để link dưới phần mô tả bình luận các bạn đào thì bằng cách như thế này các bạn bấm chữ start đây các bạn xem quảng kéo trong 15 giây thì nó hiện tại đang mười mười hai con đúng không đó nè nó đến thời gian nè nên quảng cáo những cái con mà cho chúng ta đào quá nha các bạn đó thì nó ăn cũng như ăn tiền quảng cáo thì chúng ta nó trả lại cho chúng ta một con đó. hết 15 giây thì chúng ta sẽ được 10 bê con như thế này nha đấy 10 con này đó. các bạn cứ kích về tay xem quảng cáo thôi thì các bạn chưa đào con nào các bạn cứ kích về các bạn đào nha các bạn kích vào chỗ gâu tu thì các bạn đào nha còn các bạn không muốn đào thì các bạn chỉ xem quảng cáo thôi thì đủ 15 15 giây các bạn sẽ nhận được một con đủ 15 giây các bạn sẽ nhận được một con nha các bạn cứ vào start nè đó nó đếm ví dụ giờ các bạn có đào cái con này chưa thì các bạn bờ các bạn đào thôi các bạn không muốn đào các bạn cứ đỡ xem hết đủ 15 giây thì các bạn sẽ nhận được một con nữa là 10, 14 con thì tối thiểu là 250 con các bạn có thể được rút bằng cách là các bạn dán UID của sàn Binance vào các bạn rút thôi nha các bạn đã được 14 con đây rất là đơn giản nha thì ai chưa đào thành để link dưới phòng mô tả bình luận các bạn đào thì thành đào tổng được là 48 con ừ, các bạn có thể giới thiệu rep kiếm thêm nha các bạn